Ông bố Cần Thơ cho bốn cô con gái lấy chồng Đài Loan, mong được giàu sang. Nhắc đến vợ chồng ông Huỳnh Nhã, người dân ở Cù Lao, ai cũng hỏi nhà có bốn con gái lấy chồng Đài Loan phải không? Xong ai cũng hướng dẫn tận tình. Cô bé 8 tuổi nhanh nhẩu để con dẫn cô đến nhà ông đó. Cô người ở xa đến không biết đường vì lạc. Vừa dứt câu, cậu bé lấy chiếc xe đạp của mình dẫn chúng tôi đến nhà ông Nhã. Vừa đẹp xe, cậu bé vừa nhìn ra sau nói: đường vào nhà mấy nhỏ xíu thôi, cô chạy xe cẩn thận không té. Chưa đến 2 phút, cậu bé đưa chúng tôi đến căn nhà khang trang. Bên trong ông Nhã chuẩn bị nấu cơm tối cho hai cháu ngoại ăn. 2 tuần qua, bà Trần Thị Tâm qua Đài Loan thăm con gái nên ông phải ở nhà đi chợ, nấu ăn và tắm rửa cho các cháu. 6 giờ chiều, ông nấu cơm xong, dọn cơm ra, gọi các cháu vào ăn, ông mới có một chút thời gian rảnh. Ngồi nhìn ba cháu gái xúc cơm ăn, ông Nhã cho biết: hai bé là cháu ngoại, các em là trẻ em Lai, bố là người Đài Loan, mẹ là người Việt Nam. Một bé, bố mẹ bệnh công việc nên vợ chồng ông phải nuôi từ lúc mới sinh. Một bé bố mất từ hồi đầu năm, em phải về nhà ngoài sống. Mỗi tháng vợ chồng ông được các con gửi tiền mua đồ ăn, quần áo, đóng tiền học. Dòng trầm buồn, người đàn ông 67 tuổi kể câu chuyện gia đình mình. Vợ chồng ông có 8 người con, 4 trai, 4 gái. Con đông thu nhập bấp bênh từ nghề làm ruộng. Ông trước đây nằm trong danh sách hộ nghèo của phường. Khi đó con gái lớn, 18 tuổi, lấy người chồng cùng quê. 2 năm sau, chị và chồng ly hôn. Chồng nó nghèo không việc làm thì anh nhau đứng vợ. Khổ quá, con tôi bỏ về. May mà hai đứa nó chưa có con. Được ba mối đến nhà đặt vấn đề cho Lan lấy chồng Đài Loan, vợ chồng ông Nhã đồng ý ngay. Ban đầu nó không đồng ý, nó sợ khổ. Khi được bà mối nói qua đó sướng có tiền gửi về là nó đồng ý. Sau đó vợ chồng ông chuẩn bị quần áo son phấn rồi đưa con gái ra bến đò để lên thành phố Hồ Chí Minh ở trong một căn nhà tập thể chờ ngay những người đàn ông Đài Loan đến chọn làm vợ. Ở nhà ngày nào ông Nhã cũng thắp hương khấn ông bà phù hộ, còn bà Tâm đi chùa để cầu cho Lan gặp may mắn. Gần một tháng con bé gọi về, con thi đậu rồi. Vợ chồng tức mừng cho con bé, nhưng cũng lo vì không biết thế nào. Ông Nhã nhớ lại kỷ niệm lúc con gái lớn lấy được chồng ngoại quốc. Ông cho biết lần đó vợ chồng ông bà mai mối đưa 2 triệu đồng, tiền nộp tài của nhà trai. 3 năm sau, con gái thứ hai của ông cũng thi đậu trong được tuyển vợ. Lần này vợ chồng ông được nhà trai đưa gần 100 triệu, chuẩn bị tiệc cưới váy áo. Đến lần thứ tư tiễn đứa con gái đi lấy chồng, vợ chồng ông nổi tiếng khắp Cù Lao. Hiện 4 người con gái của ông, 2 người đang sống cùng chồng ở Đài Bắc, 2 người thì làm công nhân ở Đồng Nai. Đưa tay chỉ vào căn nhà mới xây, các đồ gia dụng, ông cho biết tất cả được 4 cô con gái gửi tiền về. Vui vì kinh tế khá hơn, nhưng buồn lắm. 2 người con gái ở Đài Loan rất ít khi về nhà vì kinh tế khó khăn. Một người chồng mới mất vì tai nạn và gửi con cho bà nuôi giúp. Hiện vợ chồng ông đang chạy ngược chạy xuôi làm giấy tờ cho cháu ngoại 8 tuổi. Con bé sinh ở Việt Nam, làm giấy khai sinh ở đây mà giờ không được công nhận. Vợ chồng tôi chạy ngược chạy xuôi làm lại cho cháu mà chưa được. Chủ tịch Hiệp hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Lập cho biết, hiện ở địa phương có rất nhiều gia đình có đến 2-3 con gái lấy chồng Đài Loan. Riêng gia đình ông Nhã là một trong những gia đình có con lấy chồng ngoại nhiều nhất.